Kẹt xe từ sáng tới trưa ở cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh, lượng xe đông ngày đầu nghỉ lễ 2/9. Các tuyến huyết mạch ở thành phố Thủ Đức ùn tắc, cảnh sát giao thông đóng, mở cao tốc để điều tiết, cửa ngõ phía Tây khá thông thoáng, trưa ngày 31 tháng 8. Lúc 10 giờ, tại đoạn dẫn lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành trên đường Võ Chí Công, thành phố Thủ Đức, đoạn gần vòng xoay Nguyễn Duy Trinh, cảnh sát giao thông liên tục đóng cao tốc để phân luồng giao thông ở các đường huyết mạch cửa ngõ phía đông. Lượng xe quá đông, từ sáng sớm xe từ cầu Sài Gòn theo đường Võ Nguyên Giáp có thời điểm không được vào đường Mai Chí Thọ mà phải đi thẳng hướng xuống thành phố Biên Hòa. Việc này giúp giảm lượng xe ùn tới vòng xoay An Phú đi vào cao tốc đi Long Thành. Cảnh sát giao thông cũng đóng mở cao tốc luân phiên từ 30 phút đến gần 1 tiếng, chỉ cho ô tô vào khi lượng xe trong cao tốc giảm. Các đường ở thành phố Thủ Đức là nơi xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi điểm du lịch như Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang và Đà Lạt. Việc đóng các lối vào cao tốc khiến dòng xe cộ ùn ứ kéo dài hơn 3 km, đoạn từ cầu Phú Hữu tới vòng xoay đường Nguyễn Duy Trinh. Dịp lễ năm nay người lao động nghỉ 4 ngày từ thứ Bảy ngày 31 tháng 8 đến hết thứ Ba ngày 3 tháng 9. Chiều qua, các cửa ngõ ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội xảy ra tình trạng đông xe, ùn tắc kéo dài. Một số tuyến cao tốc kẹt xe đến khuya. Thậm chí cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 tê liệt nhiều giờ sau tai nạn. Ở khu vực vòng xoay đường Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh, hàng dài ô tô, xe container rối loạn, không thể di chuyển. Lúc 10 giờ 30 phút, sau gần 15 phút chờ ở vòng xoay, ông Bình, thành phố Thủ Đức phải xuống hỗ trợ cảnh sát giao thông điều tiết xe. Khu vực này ngày thường đã đông ô tô nên dịp lễ ùn tắc rất kinh hoàng, anh Bình nói, cho biết tuyến đường này đi vào cao tốc Long Thành gần nhất, nhiều tài xế lựa chọn. Do đường dẫn lên cao tốc bị đóng, nhiều tài xế, hành khách xuống đường chờ đợi. Tôi đợi cả tiếng vẫn chưa đi được, việc đóng cao tốc qua lâu ảnh hưởng hành trình chở khách. Tài xế Nguyễn Hữu Trung, áo xanh, nói. Ông Hà Đăng Dũng tranh thủ ăn trưa trên xe tải. Anh Dũng đi từ khu công nghệ cao vào cảng Cát Lái giao hàng, mất gần 1 tiếng để đi gần 4 km. Giờ chỉ có mỗi tuyến đường này nên đành chấp nhận chờ đợi, người đàn ông 52 tuổi nói. Hàng dài xe container, ô tô nối đuôi nhau nhích từng chút một cả ở hai chiều trên đường Võ Chí Công. Ô tô chiếm hết các làn đường, nhiều xe máy phải leo lên vỉa hè di chuyển. Xe máy len lỏi giữa dòng ô tô, liên tục giơ tay xin đường hoặc quay đầu đi ngược chiều tìm lối thoát. Tại khu vực cầu Ngọn Ngay, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, xe tải liên tục ra vào các bãi đậu khiến giao thông thêm rối loạn, ùn tắc. Khu vực nút giao Mỹ Thủy, phường Thạnh Mỹ Lợi cũng ùn tắc kéo dài khi xe từ nhiều ngã đường vẫn đang dồn về hướng cảng và phà Cát Lái. Dòng ô tô nối đuôi dài hàng km ở đường Mai Chí Thọ, gần nút giao An Phú, lúc hơn 10 giờ. Hơn 11 giờ, các đường dẫn vào cao tốc vẫn luân phiên đóng mở. Dù lực lượng chức năng túc trực phân luồng, giao thông qua khu vực này ùn ứ do lượng xe còn đông. Ở cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, so với chiều tối qua đông đúc, sáng nay tình hình giao thông khá thông thoáng, đường dẫn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương không xảy ra ùn tắc. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.